Hello cô chú và anh chị các bạn, Steven mới vừa qua cái căn nhà thứ ba. Căn nhà này cái model là Oreso. Hiện tại nó có cái giá là 361.900 đồng. Thì cái nhà này nó có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm nha cô chú và anh chị. Cái square footage của nó là 1929 của Taylor Morrison ở Wesley Chapel, Florida. Thì cô chú và anh chị các bạn xem, mình vô xem cái căn nhà này nha. Đây là phía ngoài của cái căn model hôm nay. Nhìn nó cũng gọn thôi mà nhìn cái mẫu mã ngoài nó không được đẹp không, mà nó gọn. Mà cái cửa nhà này đặc biệt con cái như sao nó họ xây cái cửa bên hông. Để mình đi vô trong nhà mình quay cho các bạn xem, thấy nó cũng tương đối dài không mà nó quay kiểu bên hông. Hello. Hi. It looks more outside, but it's pretty big in here. It's very big, yes. I don't know how many people you're talking about, but yeah. It's like... 3 bedroom, 2 bath, not bad. Yes. Okay, so closet, ladies. I like this one. So this is the Oreso. Oh, I think Oreso model. I think this one. Thì đi vô mình thấy cái này nó cũng có cái master bed. Master. Thì cái nhà này nó có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rồi cô chú. Phòng này là cái phòng master bedroom. Thì cái nhà nhỏ, tuy nhiên cái master bedroom nó cũng tương đối nhỏ. Mà nhìn Steven thấy nó cũng không nhỏ hơn đâu. Tại vì nếu mình đi qua hướng này thì nó cũng có cái... Đây là cái phòng tắm. Vô bên đây thì cũng có cái stand shower. Với cái phòng... Đây là cái phòng quần áo rồi cô chú anh chị. Đây là master closet á. Trong đây là một cái toilet riêng biệt, nó có cửa luôn. Đi ngược ra nè. Ở ngoài cái master này có một cái khách. This is the kitchen area. This is the half island kitchens. So they have a pretty decent size in here. Overlook is the dining room. And this is the living room. On this wings is the another. Oh, bên đây là một cái office. Thì đi thẳng bên này nó cũng có một cái phòng ngủ. It's another bedroom. Thì mỗi một cái bedroom ở trong cái nhà này nó có một cái bathroom riêng nha cô chú. Nếu cô chú và anh chị các bạn xem thì có thể theo mình thấy cái nhà này nó có 2 phòng ngủ phía bên cánh gà bên tay phải. Thì bên cánh gà bên phải nó có 2 phòng ngủ, thì 2 phòng ngủ nó share với một cái bathroom. Cái này là cái bedroom thứ ba. This is the third bedroom on the wings. Yeah. Yeah. This has one bedroom. One bed. 3 bedrooms, 2 baths. Yeah. I mean, you can actually shut this door, and she's got a private. Yeah, this is share with this one and this one. Right. Yeah. How you doing? Great. It's pretty cozy house. Yes, it is. Right? Very well, yeah. Very well. It's compact, you know. It's compact, good. Yeah. It's compact size. Thank you. Enjoy. Thì Steven chỉ quay sơ sơ căn nhà này, nó có hiện tại nó có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Tuy nhiên là nó cũng có 1900 square feet, thì mấy 3 phòng ngủ thì cái nhà nó cũng tương đối, cái size nó cũng vừa tầm tay đi ở thôi. Nó không quá rộng mà nó cũng quá nhỏ phải không? Thì nó có 2 cái phòng tắm, thì cái một cái phòng tắm nó share với 2 cái phòng ngủ, thì cái master nó có một cái bathroom riêng. Này cái nhà này không biết làm sao nữa, nó làm cái cửa bên hông rồi. Steven đi vô xem cái cửa bên hông nó
À, bất tiện cái là phải đi vô mà nhiều người, người ta thích cái gì phải không? Đó privacy. Chú quay lại lần cuối tổng quan cho cái nhà này phía ngoài nè. Ok, cô chú anh chị các bạn xem video này nhớ bấm like và chia sẻ video hoặc bấm subscribe channel để ủng hộ Steven nha. Để tương lai Steven có thể có thời gian, bỏ thời gian đi quay phim nhiều hơn cho mọi người xem nhà ở Florida. Thì hẹn gặp lại mọi người ở một video gần nhất nha. Bye bye.